Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày Trước khi vào video của ngày hôm nay Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc Nào chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé Nghệ sĩ thương tính được tặng xe hơi từ lái về quê Sau khi khỏe mạnh Nam nghệ sĩ được rất nhiều người yêu thương trong thời gian gần đây Và họ hỗ trợ mọi thứ để anh có cuộc sống tốt hơn Chấu hiệu tích cực trong câu chuyện sức khỏe của nghệ sĩ thương tính đã phần nào khiến cho khán giả yên tâm hơn. Ngoài số tiền được ủng hộ hơn 400 triệu đồng thì mới đây nhất anh còn khiến cho mọi người bất ngờ khi tự lái chiếc ô tô di chuyển trên đường. Bạn tặng ô tô cho nam nghệ sĩ mới đây nhất trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh của thương tính đang cầm lái chiếc xe hơi đời cũ nhưng giá trị cũng hàng trăm triệu đồng. Được biết một người bạn của anh sẽ sang Canada định cư nên họ muốn tặng lại chiếc ô tô này giúp cho nam nghệ sĩ có được sự hỗ trợ trong quá trình di chuyển có thể nói đây là món quà rất lớn hôm nay sức khỏe của anh cũng ổn định hơn một số phản ứng còn chậm nhưng đã tự di chuyển được mà không cần đến người diều tương tính sẽ lái xe về quê nhà cùng vợ nghỉ ngơi tại đây một thời gian ngắn và trở lại Sài Gòn đến tham gia phim ảnh với số tiền kêu gọi được hơn 400 triệu đồng sau khi đóng viện phí và gửi 100 triệu tiền mặt thì số còn lại Trình Kim Chi sẽ liên hệ để mua bảo hiểm cho con gái anh Tương lai phía trước của bé còn dài Nên rất cần một khoản cố định cho chuyện học hành Sinh hoạt hàng ngày Cô cho biết Còn lại số tiền 286 triệu 756 ngàn đồng Chi sẽ mua gói bảo hiểm cho con gái của anh Nếu sau khi mua bảo hiểm còn dư bao nhiêu Sẽ gửi lại cho anh Tất cả đều được sự đồng ý của hai vợ chồng chia sẻ thêm với phóng viên Và hướng giúp đỡ nghệ sĩ thương tính lâu dài Trịnh Kim Chi cho biết Cô có quen với một người Có kế hoạch mở trường hợp tư nhân để các em nhỏ được học tập văn hóa năng khiếu bà bầu sân khấu kịch chia sẻ bên này cũng muốn mời anh thương tính về để phụ trách những mảng liên quan đến sân khấu tuy nhiên vì ảnh hưởng của dịch covid 19 nên phải tạm hoãn vài lần tôi muốn giới thiệu anh thương tính vào trường để thứ nhất là anh có thể làm được nghề đúng sở trường thứ hai nữa anh sẽ có công ăn việc làm như vậy thì tinh thần của anh hay ổn hơn Hôm trước anh Tính có chia sẻ với tôi rằng anh ấy ốm hơn, ăn không được là vì tinh thần bị suy sụp. Bây giờ nếu như được vậy, bộ môn đúng với sở trường thì tinh thần của anh sẽ vui hơn, thoải mái hơn và cuộc sống của anh cũng đỡ hơn. Từ đó bình tình của anh cũng sẽ tiến triển tốt hơn. Chắc có lẽ bây giờ phải đợi anh Tính hồi phục lại vì tôi thấy anh ấy còn yếu. Anh ấy nói được nhiều nhưng thật ra vẫn còn yếu lắm. Phải để anh ấy ổn định cuộc sống thì anh ấy mới yên tâm làm nghề. Cô nói thêm. Trước đó Trịnh Kim Chi đứng ra kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ nghệ sĩ thân tính vừa qua giai đoạn khó khăn. Sau vài ngày quyên góp, số tiền cô nhận được lên đến hơn 406 triệu đồng. Nói về tình cảm của khán giả dành cho đồng nghiệp cô tâm sự, tôi thấy mọi người rất thương anh tính và thông cảm với hoàn cảnh của anh ấy. Trước đó có những câu chuyện liên quan đến anh, nhưng mỗi người mỗi cảnh, mỗi số phần khác nhau nên mọi người rất thầm cảm. Vì dù sao anh cũng từng cống hiến nhiều cho nghệ thuật, tôi nghĩ đã giúp thì không kể bất cứ thứ gì Thấy hoàn cảnh khó khăn số phận như vậy Thì giúp đỡ Tôi thấy mọi người rất tận tâm Vô tư và không tính toán Anh Tính cũng cảm nhận được điều đó Khi xem các danh sách tôi đưa Có những người gửi 15-20 ngàn đồng Khiến cho anh ấy xúc động Nằm khóc một mình Mặc dù đó là số tiền nhỏ Nhưng lại là cả tấm lòng Của mọi người dành cho anh Sau đợt này tôi tin anh sẽ suy nghĩ khác Về cuộc sống cũng như có trách nhiệm hơn Với công việc của mình Nữ diễn viên tâm sự